Ui dồi ôi, mấy con tôm hùm này à, thầy ăn suốt ngày. Thầy còn ăn cả cua hoàng đế này, cua hoàng hậu này. Thầy ăn nhiều lắm. Thế thì từ nay các em nhớ học thật giỏi, để thầy ngày nào cũng có thể mời các em ăn các món đặc sản, các món ngon các em nhé. Vâng ạ. Thầy ơi, bọn em được 10 điểm, thầy có phần thưởng gì thưởng cho bọn em không ạ? Các em ơi, thì nhân dịp các em được 10 điểm, thầy có 3 cái nịt muốn thưởng cho bọn em. Thầy có 3 cái nịt muốn thưởng cho bọn em. Bây giờ là 7 giờ sáng à? Vẫn còn sớm. 7 rưỡi các em học sinh mới vào lớp. Bây giờ mình phải tranh thủ đi làm bát phở, rồi vào trường dạy các em, mang kiến thức lên cho các em mới được. Yeah. Là một thầy giáo giàu mà lại đi ăn sáng bằng ô tô à? Nó bình thường quá. Mình phải đi hẳn bằng trực thăng. Trực thăng đâu? Ôi dồi ôi, hôm qua mình thức khuya để làm giáo án cho các em học sinh, thế là sáng nay dậy muộn. Bây giờ đi đến trường dạy học cho các em học sinh, lại còn xe bục xăm. Sao số mình đem thế? Nhưng mà thôi, vì sự nghiệp đến trường để dạy cho các em học, tiếp thu kiến thức, mình vác cái xe đến trường vậy. Dạ chúng em chào thầy ạ. Tốt, thầy mời các em ngồi. Trước khi vào buổi học ngày hôm nay thì thầy muốn là thầy cho chúng ta khởi động, rồi là quẩy sung sức với nhau một bài, để chúng ta có thể có tinh thần bước vào bài học để học sảng khoái hơn. Các em có đồng ý không? Dạ vâng ạ. Yeah. Tốt, được rồi, cả lớp quẩy lên. Thôi được rồi, chúng ta quẩy khởi động coi như thế là xong. Nhưng mà thầy giới thiệu với các em, đây là chiếc laptop tiền tỷ thầy vừa mua. Công nhận âm thanh hay thật. Ui các bạn ơi, thầy bọn mình giàu thật đấy. Đi máy bay dạy học kiểu có mang cả laptop xịn nữa. Thầy ơi, thế thầy còn có đồ hiệu gì nữa không ạ? Đồ hiệu à? Đây, thầy còn chiếc iPhone 13 Pro Max. Thầy mua để phục vụ cho việc dạy học cho các em đây. Wow. Ui các bạn ơi, thầy đúng là một tích kích chính hiệu nhở. Thôi được rồi, các em học sinh của chúng ta lấy vở ra. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài mới nha. Này, các bạn ơi, sao mà ngồi đợi mãi mà mãi chả thấy thầy đâu cả. Công nhận là đợi lâu rồi đấy. Thầy này hôm nào cũng đợi muộn. Ừ, chắc thầy có việc bận nên thầy đến muộn đấy. Ủ chắc thế. Các bạn ơi, thầy đến kìa. Thầy chào cả lớp nhá. Thầy xin lỗi cả lớp. Hôm nay thầy bị hỏng xe cho nên là thầy đến muộn. Nóng quá, thầy phải chạy bộ từ nhà đến đây đấy. Ui thầy ơi, sao thầy lại mặc áo sọc lệch thế thầy? Ở đâu? Thầy có mặc áo sọc lệch. Ôi trời ơi. Ui giời ơi. Các em thông cảm nhá. Từ lúc xe hỏng, thầy phải chạy bộ ở đây. Nóng quá là qua cúc áo nó cũng tuột. Úi dồi ôi, thầy các bạn ơi, thầy giáo của bọn mình đúng là thầy giáo nghiệp. Đi xe đạp đến đây là cái mặc áo sọc lệch nữa. Ừ, thầy nhà người ta đi máy bay là dạy bằng laptop. Thầy nhà mình thấy rõ là nghèo. Úi dồi ôi, các em cũng phải thông cảm cho thầy tí. Thầy nhà không có điều kiện. Thôi, cả lớp chúng ta dở sách ra học bài mới nhá.
vâng ạ. Cả lớp chú ý nha, hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra này. Đây là của bạn Bảo, đây là của bạn Bố, và đây là của bạn Linh. Vâng. Wow, 10 điểm này. Yeah. Ôi thầy ơi, hôm nay bọn em được 10 điểm, bọn em có được thưởng gì không ạ? Vì các em là những người học sinh ngoan, có thành tích rất tốt trong học tập, cho nên hôm nay thầy quyết định trích tiền của thầy ra thưởng cho mỗi em 500k. Wow, thầy đúng là số 1 luôn đấy. Đây là tiền thưởng của bạn Bảo, đây là tiền thưởng của bạn Bố, và đây là tiền thưởng của bạn Linh. Wow. Yeah. Thầy giáo của bọn mình đúng là thầy giáo giàu có. Thầy thông báo với cả lớp thầy trả bài kiểm tra bài cũ nhá. Vâng ạ. Đây là của bạn Bảo này, đây là của bạn Bố, đây là của bạn Linh. Chị. Ui, 10 điểm này. Yeah. Các em đúng là học trò xuất sắc của thầy. Thầy rất vinh dự khi đào tạo ra được những học sinh giỏi như các em. Hôm nay các em được 10 điểm, thầy rất là vui. Thầy ơi, bọn em được 10 điểm, thầy có phần thưởng gì thưởng cho bọn em không ạ? Cái gì? Quả? Chết rồi, mình là giáo viên nghèo, lấy đâu ra gì mà thưởng cho chúng nó nhỉ? À, đây rồi. Ờ, các em ơi, thì nhân dịp các em được 10 điểm, thầy có 3 cái nịt muốn thưởng cho bọn em. Thầy có 3 cái nịt muốn thưởng cho bọn em. Thì đây, thầy có 3 cái nịt muốn tặng cho các em. Đây là cái nịt của bạn Bảo, đây là cái nịt của bạn Bố, và đây là cái nịt của bạn Linh. Thầy ơi, sao được 10 điểm lại được cái nịt thế này? Thì thầy thưởng cho các em cái nịt về để buộc tóc còn gì nữa, thích thế còn gì. Thầy thông báo với cả lớp là buổi học của chúng ta hôm nay kết thúc. Bây giờ các em sẽ nghỉ trưa và đi ăn trưa nhá. Ôi trời, thầy cho em hỏi hôm nay ăn món gì ạ? Hôm nay ăn món gì ạ? Được rồi, các em đi theo thầy, chúng ta cùng xuống căng tin của nhà trường nhá. Wow. Giới thiệu với các em, đây là bếp của nhà trường. Hôm nay thầy đã bỏ tiền ra để mua cho các em mỗi người một con tôm hùm Alaska để chúng ta ăn liên hoan với nhau. Các em có đồng ý không? Có. Nào các bạn thử hít nào. Thơm quá. Thầy ơi, em chưa bao giờ đi học mà được ăn tôm hùm thầy ạ. Em cũng thế, em cũng thế ạ. Thế à? Ui giời ơi, mấy con tôm hùm này thầy ăn suốt ngày. Thầy còn ăn cả cua hoàng đế này, cua hoàng hậu này, thầy ăn nhiều lắm. Thế thì từ nay các em nhớ học thật giỏi, để thầy ngày nào có thể mời các em ăn các món đặc sản, các món ngon các em nhá. Vâng ạ. Thôi được rồi, còn bây giờ không chần chờ gì nữa, chúng ta ăn thôi. Buổi học của em này chúng ta kết thúc nhá. Các em sẽ đến giờ nghỉ trưa, chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhá. Cuối cùng cũng được nghỉ trưa. Thầy ơi, hay trưa nay bọn em ăn gì đấy? Em đói quá. Đúng rồi, bây giờ đến giờ ăn trưa. Bây giờ thầy sẽ phát đồ ăn trưa cho các em nhá. Bữa trưa của các em hôm nay là 3 chiếc bánh mì. Ờ, lại ăn bánh mì à thầy? Không có món gì mới à thầy? Đúng rồi đấy thầy ạ. Sao ngày nào cũng ăn bánh mì vậy? Thôi, các em thông cảm. Thầy nghèo, chỉ có tiền mua bánh mì cho các em ăn thôi. Các em ăn tạm nhá. Đây, để thầy đến đưa cho các em. Thôi, các em ăn tạm. Đây, đây là bánh mì của bạn Bảo, để thầy bóc cho. Đây. Đây. Đây là bánh mì của bạn Linh. Đây, bánh mì của bạn Bấu. Thôi, các em ăn tạm nhá. Wow. Thôi, ăn tạm đi các bạn ơi. Mình là học sinh của thầy giáo nghèo. Ăn tạm đi.
Thầy ơi, ở đây có nước không ạ? Cho em xin hâm nước đi, ở đây ăn bánh mì khát quá. Nhìn các em học sinh ăn thèm quá. Nhưng mà thầy không có nước đâu. Ở đây tiền nước đắt lắm em ạ. Vâng ạ, thôi ăn đi các bạn ơi, còn ngủ trưa. Ăn đi. Tan học rồi, về thôi. Khoan, các bạn ơi, hình như đằng kia là thầy giáo bọn mình kìa. Ừ, thầy giáo bọn mình đang đứng đây làm gì đấy nhở? Tớ cũng không biết nữa, bạn Lưu có biết không? Tớ không, hay là bọn mình đi hỏi thăm đi. Thầy ơi, thầy đứng đây làm gì đấy? À, các em học sinh ạ. Vâng. Thầy đang đợi trực thăng đến đón thầy để thầy đi về. Cái gì cơ ạ? Trực thăng á? Ui, các bạn ơi, thầy giáo bọn mình giàu nhờ, nhờ trực thăng dạy học luôn. Đúng không? Nè bạn Linh ơi, thế từ bé đến giờ bạn đã đi trực thăng bao giờ chưa? Tớ chưa. Thế còn bạn bảo bạn đã đi trực thăng bao giờ chưa? Tớ chưa. Nè các bạn ơi, hai bọn mình xin thầy cho đi máy bay một vòng đi. Từ bé đến giờ tớ chưa bao giờ được đi máy bay cả. Ồ, để tớ xin nhá. Em thưa thầy, thầy có thể cho bọn em đi máy bay một vòng được không ạ? Cái gì đi một vòng á? Đó. Đơn giản. Thế các em sẵn sàng chưa? Thầy cho các em đi một vòng. Rồi ạ, rồi ạ. Được rồi. Thế các em học sinh của thầy đã sẵn sàng để đi máy bay chơi chưa? Sẵn sàng. Được rồi, chạy đây. Trực thăng đâu rồi? Hóa ra chóng mặt quá. Ừ, tớ không thấy thế. Chẳng hiểu cái máy bay này bay ở trên trời kiểu gì mà đi chóng mặt quá. Thầy đi suốt ngày có làm sao đâu. Thầy ơi, thầy cho em đi phép đi bộ và thì em không đi được nổi máy bay lên đâu. Dạ em chào thầy. Ui giời ơi, sao mãi chẳng có cái xe buýt nào đi qua đây. Để con bắt xe mang cái xe đạp này về sửa nhờ. Thầy ơi, thầy đứng đây làm gì đấy? Ồ, các em học sinh nhỉ? À? Thầy đang đợi xe buýt. Thầy ơi, bọn em đau chân quá. Thầy có thể cõng bọn em vào được không? Cái gì cơ? Cõng ba đứa về á? Vâng. Ai ôi, ba đứa em nặng làm sao mà cõng được. Thầy ơi, thầy cõng bọn em về đi. Em biết là thầy là người tốt bụng mà. Ôi giời ơi, thêm cái xe đạp nặng này lại còn thêm ba cái học sinh nữa. Thôi được rồi, đến đây. Xong chưa? Rồi ạ. Tao đi về.